Hello cả nhà, tôi mới nấu cơm xong, ăn với thịt bò mua ngoài đường á, rẻ tiền này cả nhà, 20 là 2 miếng, 14.000, ba cái sau này là thành 42.000, 42.000 là bao nhiêu ra thịt bò, người ta chiên lên cả nhà. Hình như người ta ướp sả rồi, đúng rồi. Này là có mấy cái màu vàng vàng là sả cho nha, băm ra. Ở bên Thái ta hay ăn mấy cái đồ treo treo lên khô khô chiên chiên đó kìa. Ăn với xôi. Mình nấu cơm mà. Dính liền. Hello. Mình xin phép nói một chút. ăn chút rồi có sức rồi. Nó cục thì con cả nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ăn 4 phút máy xong rồi mới nói này cả nha. Tại vì có một cái chị khán giả tên là Alisa, chị comment như thế này. Mà trước khi chị comment như thế này, mấy bữa trước á, là chị có comment là Huy ơi, em đi review mấy cái chỗ thẩm mỹ viện, spa, sửa sắc đẹp mà mấy cái người nổi tiếng hay qua bên Thái sửa đó. Em review đi please. Ý là làm ơn. Hồi cảm ơn em rồi. Chị có comment như vậy rồi mà hơi trả lời rồi. Nhưng mà chị comment
khác, ở một cái clip khác cũng giống như vậy, cũng là đi review những cái chỗ làm sắc đẹp đi, thẩm mỹ rồi á. Để... xong rồi có comment là chị em, tại vì mấy cái chỗ sắc đẹp, sự sắc đẹp á, mình là mình cũng hên xui, nếu mình review mà lỡ may mà mình review mình đâu có biết chỗ nào uy tín hay an toàn, là mình không có, mình biết hay không mình không có nói, nhưng mà điều á, ví dụ mình review xong những cái người đi xem rồi, nhiều khi người ta làm rồi người ta không, nhiều khi nhiều người ta không đổi thừa cái bác sĩ, người ta đổi thừa mình review nữa. Sắc đẹp là mỗi người nó có một cái tiêu chuẩn, là một cái mắt nhìn riêng, đâu có biết được. Ý là Huy nói Huy sợ, Huy ngại á, Huy không có biết được sắc đẹp gì đó. Ý là Huy nói em cảm ơn chị cơ có ý kiến, nhưng mà ý là em cũng ngại mấy cái chỗ đó với mắt công mình mỗi người vậy á. Nhưng mà hôm nay á thì Huy vừa đăng cái clip mà Huy mua 1 triệu á, Huy được cái em khán giả cho 1 triệu á, thì do Huy mua mỹ phẩm á, rồi Huy lấy Huy mua mỹ phẩm á, thiệt ra là Huy có nói là cái da của Huy mấy bữa Huy mua 3 cái chai mỹ phẩm mà đồ rẻ á, Huy tiết kiệm Huy mua nó giảm giá quá trời luôn, mà dùng không hợp nó đỏ lên, đỏ mà cái da nó ấy lên, mà thiệt ra là cái tác dụng phụ của thuốc nó cũng mỗi người nó sẽ có một cái riêng rồi nha, mà theo Huy được cảm nhận riêng của Huy là cái da nó uống vô nó bị khô, nó bị ấy ấy nữa, thì nhưng mà mấy bữa Huy xài mỹ phẩm tốt thì nó cũng không có bị nhiều, nhưng mà mua cái này thì nó bị ấy, cho nên là Huy được 1 triệu đó thì Huy mua cái mỹ phẩm. Mà chị đã nói là Huy ơi, khán giả cho em tiền thì em phải biết tiết kiệm, em trả tiền nhà, tiền thuốc, tiền ăn uống, chứ em xài sang, xài mỹ phẩm rồi không tiết kiệm thì tiền nào mà cho đủ. Thiệt ra là Huy rất là cảm ơn cái comment của chị, nói chung là chị lo cho Huy, chị lo cho Huy, nhưng mà chị nói Huy xài sang và tiền nào cho đủ thì Huy nghĩ là chị hơi nặng lời quá, tại vì tiền mà cái người khán giả thương yêu em, người ta cho em cái này là người ta tự động, người ta thấy đang buồn người ta cho thêm, và do người ta biết cái thẻ rồi, cho nên em thấy vui quá em đi mua, mà đi mua là cũng do cái da em nó bị ấy, em có nói trong clip cái da em nó bị đỏ, em mua đồ rẻ nó bị đỏ, thì giờ em có tiền em mua cái đồ đó. Thì thật ra nếu mà không có nói về cái làn da không á, cái làn da là một cái vẻ ngoài đúng không mọi người, một cái vẻ ngoài giống như, nếu mà không bây giờ nói trước đi, chị đó chị hỏi Huy thẩm mỹ, chị muốn thẩm mỹ là chị cũng có nhu cầu làm đẹp đúng không, là chị cũng muốn đẹp, sức khỏe sắc đẹp, mà con người mà sức khỏe sắc đẹp, thì Huy đang thiếu sức khỏe Huy đang uống thuốc thì cái da của Huy nó bị ảnh hưởng, thì sắc đẹp của Huy nó bị ảnh hưởng, thì Huy cũng muốn làm một con người, Huy cũng muốn cái tác dụng của của cái thuốc nó bớt lại, thì Huy mua cái đó Huy xài cho cái da nó bị bớt đỏ, nó bớt khô, nó tróc ra bớt gớm, rồi nó cũng ủng hộ cái YouTube của mình, nó bớt ghê cho người xem đỡ bớt sợ, cho cái mặt tiền của mình nó cũng ngon trên YouTube nè, người ta bớt buồn. Nếu chị thương em, chị nghĩ vậy đi, chị cũng muốn đi thẩm mỹ đẹp này nọ, thì chị thôi chị thông cảm giúp em đi, chị nói gì mà tiền này mà cho đủ, mà trong khi đó chị muốn em đi comment thẩm mỹ viện sắc đẹp, mà em nói là em ngại rồi mất công đổi thừa, nhiều khi bác sĩ sửa đẹp mà chị nói không đẹp, mà chị không đổi thừa bác sĩ, chị qua cho chị nói em nữa, em sợ. Thì mình chỉ nói là do em ngại đi review cái chỗ đó ấy rồi vậy, cái mà thường thường á, mấy cái người mà muốn đi
muốn cái người YouTuber review á đi đâu á, thường thường người ta còn hỗ trợ, thí dụ muốn đi quay ở một cái thành phố này đó, những là những cái chuyện bình thường, người ta là sẽ cho chi phí cái người đó luôn, hoặc là người ta ủng hộ donate, gọi là donate cái tiền để đi. Nhưng mà chị này là cái chị comment mà chị không có bấm nút cảm ơn, chị không có ấy gì hết, chị comment em rất là cảm ơn luôn, tại vì em không có nhu cầu là bắt mọi người phải donate cho em. Tại vì em gặp chuyện này, vì sao em mới như vậy, nhưng mà cái clip mà em nói ba đọc số điện thoại, số tài khoản lên, em vẫn đâu có để ba đọc lên, em đang diễn mà, em đâu có để cái số tài khoản lên, chị em nói thôi giờ gần sinh nhật hay là để lên cho người ta bớt chửi nghĩ vậy cho nó khôn, cho người ta bớt nắm đằng đầu, chứ cũng đâu có nói đọc lên đâu, mà bữa nay để đọc, bữa nay để viết trên Facebook cá nhân hay là trang Huy Mai Bangkok, nói mọi người muốn tặng sinh nhật thì gửi vô số tài khoản của ba nha, có qua nha. Mà thiệt ra cái tiền người ta cho mình á là cái tiền của mình, là thành cái tiền của mình muốn làm gì là chuyện của mình, đúng không mọi người? Thiệt ra ngay cả khi cái tiền mà cho Huy á, Huy lấy đi làm những cái chuyện mà không phải về nhan sắc, sắc đẹp hay sức khỏe, thì mọi người tự cảm nhận được là Huy là người không tốt thì mọi người đừng cho nữa. Là những cái người mà cho á, người ta sẽ ngưng lại, chứ không phải là chị đó là chị chưa có cho Huy nha, nhưng mà chị là ý kiến. Nhưng mà cái người cho Huy thì người ta vui hay người ta buồn, người ta tự biết, người ta không muốn cho nữa thì người ta tự sẽ biết nha cả nhà. Cái đó là, nhưng mà cho là thành tiền của Huy. Ngay cả Huy lấy cái tiền đó Huy đi cho trai, không phải cho ba mẹ nữa, cho trai. Tại vì Huy đang buồn, Huy đang ảnh hưởng tâm lý, Huy gặp ai nhiều khi Huy gặp CEO mày nọ, Huy nói cho giờ tôi bị bạn ấy, sao bạn làm bạn của tôi được không, nói ừ được tôi yêu bạn luôn, cho tôi tiền luôn, ý là đi chỗ cà phê cho tôi tiền. Nhiều khi Huy buồn quá Huy lấy cái tiền đó Huy cho người ta luôn, để Huy được cái tinh thần, là cũng là cái tiền của Huy. Giờ cứ nghĩ đâu phải là về cái nhan sắc không đâu, ý là cũng là cái tiền của Huy rồi, nó cũng giúp cho tinh thần của Huy vậy. Chứ giờ chị nói vậy, chị nói tiền nào mà cho đủ, chị nói nặng lời quá, mà em nhận mới 4 người, mấy cái người đằng sau có những cái người nói anh ơi đừng có đọc cái tin nhắn này lên, ý là người ta muốn bảo vệ Huy, người ta nói là em là em rất là thương anh này nọ, người ta còn nói nha, người ta còn uống thuốc còn nhiều hơn Huy, rồi người ta là con gái còn nhỏ tuổi hơn Huy, còn Huy không thương người ta luôn, Huy còn không có nhận, người ta nói là anh đọc cái số tài khoản đấy, Huy chưa có nhận luôn á cả nha, mà Huy đâu có nói những cái chuyện đó, Huy chưa có nhận luôn, Huy đâu có đọc số tài khoản của ba Huy đâu, còn cái clip trước là Huy diễn vậy, Huy đọc chưa, Huy cũng chưa đọc luôn, mà chị vô chị nói nặng lời tiền này mà cho đủ. Mà trong khi đó mọi người nhớ lại đi, Huy đâu có phải là có cái ngày hôm nay là chuyện này rồi mới ra như vậy, rồi mới chết trước giờ mấy cái người cho, rồi mình còn tự chỗ có những cái người gửi thẳng qua mình còn nói lại này nọ rồi ấy lại đi. Mà trên đời không có cái chuyện nào mà đơn giản dễ dàng đâu. Chị nói vậy nặng lời em quá, mà chị đâu có cho em đâu, chị còn nói em đi review thẩm mỹ viện nữa, chị cũng quan tâm sắc đẹp, mà chị thấy em đi mua mỹ phẩm 1 triệu một đống đồ đó cũng giảm giá, cũng được quà tặng sinh nhật, do cái da nó bị đỏ, mà chị đi chị nói vậy tiền này cho đủ, tiền của khán giả cho em là cũng là tiền của em. Nhiều khi em giờ em im không có lên clip cảm ơn, như những cái người mà nói là này nọ không cho cảm ơn thì cũng im, mà cũng đâu có nhận đâu, im cũng đâu có nhận thêm đâu. Cái này là người ta cho tự động nhớ, người ta biết, người ta bắn vô thêm 1 triệu. Mà chị nói em vậy, mà mọi người nhớ lại ơi, mọi người về Việt Nam á, thấy mẹ Huy mọi người nói muốn lập YouTube cho mẹ Huy đi này nọ, đâu có dễ làm đâu mọi người.
rồi làm rồi mẹ rồi lỡ mày là gì rồi bị nói này nói nọ nữa. Rồi mọi người nhớ lại trong những cái lúc mà Huy nói cho YouTube này nọ rồi tiền nhiều và xin chuyện chứ làm gì, mà đâu có phải là dễ lên tiền đâu. Nó mấy người chửi Huy nói là giờ giờ thì ai mà bị HIV làm YouTube là có tiền, mời mời luôn á, lên ăn chửi là thối tiền luôn chợ đó mà nghĩ cái chuyện mà nói gì mà nặng lời dữ không biết luôn á. Chị kêu em đi review thẩm mỹ viện sắc đẹp mà chị nói em vậy, tiền này mà cho đủ xài sang cũng là tiền của em chứ chị đâu có cho em. Còn nào mà khi nào chị cho em là chị đòi lại cũng được, đó là tiền của em rồi. Chị thấy không được nữa thì chị đừng có cho nữa. Còn nãy chị không cho em, người khác cho em đó, giống như trong cái clip vừa rồi đó, thấy cái anh cho 9 đô đó, anh không nói gì hết trơn, anh nói anh biết là cho em tiền mua thuốc, xong anh hình như anh nói anh thấy cho 9 đô anh nói cho tiền mua thuốc, mà chắc là anh thấy anh nói hơi lộn hay gì anh sửa lại cho em thêm tiền mua thuốc, ý là nhiêu đó là không có đủ á, ý là góp vô người góp một chút chút. Mà thiệt ra là ai mà thích yêu thương mình thì coi clip này nọ rồi ủng hộ, đó cũng là công sức của mình. Còn nếu mà người ta thương mình hay là gì cũng là của mình. Mà Huy không có khôn khéo, Huy như thế nào, Huy là Huy bị như thế này như thế nào rồi mọi người mới ấy được như vậy. Huy cũng phải có cái hành trình là ở Việt Nam hay đóng phim như thế nào, may mắn như thế nào rồi mới được mọi người nhớ và thương yêu như vậy, chứ đâu có phải đơn giản là bị HIV lên làm YouTube là cái được nhiều người thấy hơn vậy. Mà có nhận có viết lên chưa, chị nói nặng lời quá, chị đâu có cho em đâu. Mà do cho dù chị có cho đi nữa là cũng là tiền của em. Nói chung em rất là cảm ơn chị, nhưng mà em chỉ muốn nói tâm sự để chị em mình hiểu nhau thêm. Chị đừng có nói vậy nữa. Tiền này mà cho đủ mua 1 triệu mà một đống mỹ phẩm đó nè. Này nọ da của mấy cái người bệnh này cũng ảnh hưởng lắm, nó cũng là ảnh hưởng cái vẻ ngoài. Để em, để chị nhìn em cho chị thấy thương em, chắc chị có thương em đâu mà chị bắt em đi review thẩm mỹ viện, mà chị em mới có mua 1 triệu cái tiền khán giả cho thêm em vui em làm clip vậy này nọ rồi vậy, chị vô chị nói nặng quá, nặng quá.